Lan có xuống đây chưa? Ủa chưa kìa, Lan xuống. Sao hai chị có dễ vui vậy ta? Có thể một cái ngày có thể không giờ hỏi thiệt. Không có chuyện hôm qua là thì có chị để lên sàn. Chị Vân, chị sợ cái gì nhất? Vào thời điểm này chị sợ cái gì nhất? Sợ con gì? Con vua hang. Sợ lắm luôn. Em sợ gì nhất? Em giống vậy. Em nguồn thu nhập chính gia đình đó. Dạ. Bây giờ sợ con hán. Nói chung sợ hán lắm. Sợ hán. Sợ ai vũ cái hán ra lắm. Sợ ai vũ cái hán ra lắm mà ngày xưa ví dụ như là tự nhiên tên vũ hán. Vũ hán mà nó ngược lại là ta phải che lợi. Nếu mà nó vũ ra thì mọi người bị hết rồi, đúng rồi. Đó, mà đã vậy là bị dưới xong rồi nó ngược lại là hạng vũ là lên trên luôn. Trời ơi, cái khúc này bậy rồi thôi. Sợ nhất gì? Sợ nhất cái gì thời điểm này? Dạ hả? Vậy em sợ chị Lan. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng vô cơ. Ngọc Lan á hả? Để anh lên hỏi anh Lan kêu nó xuống liền. Thôi nói chuyện với mọi người thiệt kêu. Không anh kêu anh Lan xuống liền. Dạ em kêu anh Lan xuống liền. Ủa ai nữa kìa? Chị kêu là Ngọc Lan xuống. Chị Vân yêu cầu quá. Lan ơi, Ngọc Lan, ra đây gấp, ra đây gấp. Gia đình cần đoàn tụ. Ra gấp. Ra gấp, gia đình cần đoàn tụ. Lên lên. Ôi, gia đình mong tin, gia đình mong tin. Em nhớ xuống em hắt xì lia lịa cho anh nghe. Hắt xì lia lịa. Các bạn thấy không, đoàn phim của tôi ra vô giống như vô chiến hào vậy đó. Nhanh lên, nhanh lên. Để phòng make up, phòng make up. Nhanh lên. Chị Vân kìa, Vân kìa over em. Over là thấy liền. Hả? Mày đừng có over thì may ra những em nhỏ ngây thơ này á, tụi nó còn. Không phải, còn em tức. Chạy em bị mệt. Nó bị sốc. Mày vô cái tự nhiên. Em chạy em bị sốc, em bị mệt. Là hiểu rồi đó. Nhưng mà cô không phải là em ho gì cái đó. Đợi độn luôn nữa. Hèo chị Vân luôn hả? Không phải em ho gì cái đó. Nhưng mà tại em chạy. Qua ngồi gần chị Vân kìa, để chị nhường ghế cho anh ngồi coi. Mày để tao diễn cho mày muốn tao diễn gì nè. Diễn sợ, diễn xa lánh. Sao tự nhiên mọi người xa lánh em? Sao chưa có đi? Chết. Sợ thiệt đó, thấy vậy chứ sợ thiệt đó. Ủa mà gì? Mệt không? Kéo xuống đoàn tụ gia đình thôi. Mệt quá, vậy thôi nha. Thân. Chúc mừng em. Hồi nãy bên kia chị Hồng Vân nói con Thư nó sợ mọi người lay cho nó qua đây nó lấy một hũ đồ ăn riêng mà nó quên là hồi nhất nãy giờ tao quay TikTok tao tót cái nước miếng tao văng vô tô phở quá trời giờ nó ôm nó ăn mình nó bên này sợ tao biết tại bên đó nó đang gì bên nó đông quá chứ không phải sợ tao xin ăn hả? Trời ơi ai cũng ăn hết rồi giờ bị em ăn cuối cùng xin cái gì nữa 10 sáng ăn ánh sáng này mặt em rất đẹp nha em cứ ngồi trong phòng này hoài đi thiệt tô phở đang sao chị? Cái tô phở của Nam Thư cái gì? Tô phở của Nam Thư thực ra là vậy nè, khổ tâm lắm. Coi như là mình giữ gìn cho tất cả mọi người xung quanh. Thì á, mọi người đứng ở cái phía này. Thành ra là khi mà tôi nói chuyện á, là tôi né vậy nè. Tôi né. Thằng Khánh nó quay TikTok rồi tôi né vậy nè. Đó tôi né. Xong rồi trời ơi tới chừng xong rồi con Thư nó ăn xong tô phở. Tôi mới nhớ chết cha nãy nó ăn phở ngay đây. Dạ có nhiều là hốt ra tô phở con Thư hết. Xong nè. Vậy là nó lây rồi đó. Cuối cùng là con mình Thư dính. Nó lây rồi. Em thấy chị Hồng Vân sao? Trời, nói gì sao trời ơi. Về tính cách đó. Chị Vân thì nói gì nữa, chị Vân dễ thương, đáng yêu, hòa nhã hết rồi. Nhưng mà nghe nói là chị bị dính rồi đó cho nên chị mới ngại đi quay. Thật ra chị không phải lo chị bệnh đâu mà chỉ lo chị truyền bệnh cho người ta. Không nói mẹ bà nói vậy người ta cắt lên chị Vân rồi thì chị Vân cái gì cũng được, chị được bị một cái thôi. Cái gì? Hay ăn tinh mật. Ý em nói chị mật thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mì lô buổi sáng cung cấp đầy đủ năng lượng cho buổi sáng của trẻ. Rồi nó đúng rồi. Năm cao hả? Năm cao hả? Rồi anh Khánh ra, anh Khánh chạy ra. Đóng đóng xíu cho bữa buổi sáng của trẻ rồi xong rồi mình hết. Anh buộc. Xem nó còn của bà gì nha. Hai cái con ngựa, con Nguyên Khánh với con Năm Thư á, tăng tinh bột từ kệ cha tao. Tao ăn của nã của tao, tao đi làm mướn cho người ta nè. Em thì biết chờ gia đình hòa thuận nhất, tao kiếm tiền tăng tinh bột kệ tao chứ. Ủa tao ăn cái tụi bay rồi sao mà tụi bay nói xấu tao vậy? Đó, tập cái đấy. Đó là hậu tập, trường của phim đây. Gia đình hòa thuận nhất. Ủa sao anh không ngủ đi, anh làm cái gì vậy? Thôi không ngủ. Sao vậy? Tại anh hay quay TikTok phá người ta á. Mình sợ mình ngủ cái mất công người ta báo thù. Nó kêu là bị quả báo trả thù. Thôi không ngủ. Khả năng là anh đừng có ngủ luôn tới suốt cuộc đời này nha. Anh sao? Gây nghiệp nhiều lắm. Sao em không ngủ đi? Em đâu dám ngủ. Sợ gì vậy? Sợ anh phá đó. Tính này cũng khôn. Ừ. Rút kinh nghiệm rồi anh. Thì là cuối cùng hai đứa khôn quá là hai đứa mất ngủ hả? Ừ kệ nó. Chị Hồng Vân hôm bữa mua trà sữa mời cả đoàn uống. Hôm nay em mua đúng 2 ly nước em uống một mình. Em đâu có mua đâu. Mà trong khi chị Hồng Vân ngồi đâu phải xa xôi gì đâu. Chị Hồng Vân, hôm bữa chị nhớ chị mời trà sữa nguyên đoàn không? Bây giờ anh Lan nó uống 2 ly, đúng 2 ly chị. Không có, này là ai đứa nào mua nó đem qua cho em. Đứa nào mua thì nói. Đứa nào mua phải nói là em ơi, như đoàn chị có 40 người đó thì giờ em mua thì em mang xuống chị. Còn trong trường hợp ví dụ nó mua lên bất ngờ nó trời xem dễ thương quá vậy em ơi, này mua đâu vậy, đặt cho chị thêm 38 ly. Hoặc là có 2 ly nhường cho chị Vân 1 ly, có gì đâu mà hai chị em ngồi uống mỗi người 1 ly trong nguyên đoàn phim vậy, chấp nhận được không? Sao mà chấp nhận được anh? Cái gì? Anh mua không? Uống anh uống. Yeah. Anh đồ. Yeah. Ai đồ uống vitamin C. Nhưng Khánh à, ngay thời điểm này chúng ta không nên uống trà sữa. Cái gì không vậy? Có sức khỏe. Mình nên uống vitamin C. Ok. Quay Khánh vô. Quay cái vậy? Giới thoại gì mẹ? Đang quay YouTube mà. Hoài luôn. Mở ra cho thấy mặt cái coi. Con nhỏ này giống như là quản giáo của đoàn phim vậy đó. Nó dữ lắm. Bây giờ nó bắt học bài rồi, thôi đi học bài nha. Là bao đơn gánh đi ngoài. Để chờ đơn gánh đi ngoài. Con nghỉ lâu quá không được quay nha. Ủa là sao vậy? Không được quay đi ngoài đi. Cái gì lắm trời ạ. Nó là bán cổ. Chưa tới giờ. Bây giờ mình tập cái phân đoạn này nha. Rồi bắt đầu diễn nha. Bây giờ rồi bây giờ bắt đầu mọi người thoại đi. Thoại. Cái gì vậy? Trời cái gì? Trời ơi, chị ơi em bữa dặn chị rồi xoay vô chứ để vậy sao người ta diễn được. Mày cái con điên này mày không có nhận ra đây là cái gì hả? Cái đồ này đồ bạc. Đạo cụ á. Nhẫn bạc và hột xoan Mỹ. Hiểu chưa? Đù mắt chị rồi em ơi. Chết rồi, thấy chưa? Thôi chị quay vô trong đi. Để kêu bằng gì đó, gì trắng, trắng gió.
rách võng mạc rồi. Cái mùa Covid này là phải đeo bạc để mà nó kỵ gió, hiểu chưa? À, đây mới là đồ thiệt nè.